nội trong ba nghiệp của thân ấy, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, chúng sanh nào nấy như nhau đều ham sự sống đớn đau ai màng. Thế từ vô tỷ kiếp mang chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh ấy mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết xa gần, họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lờ. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình giết hại chẳng ngờ tương liên, trong kinh Phật vẫn thường khuyên nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con ai. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật nghiệp dồn nặng sâu, sát sanh tội ác đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân, xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân tỳ. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho vừa, đầu trâu mặn ngựa xé cưa thân hình, hoặc là đâm chém tanh bành, hoặc moi móc ruột mới đành án kia. Cả sông nở chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang, gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mũ rút thùng phẫn dơ, hoảng làm gà chó heo tơ, cho người xẻ thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn, xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Kể từ vô thị chúng con, tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm, thề nguyện bùa chú lỗ ban, em cho đến mạt đến tàn chưa thôi. ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn băng lưới chài chó săn, đập củi gài mái đạo hầm, cũng tên nó đạn giết mầm sống vui. Cả dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo, để dành làm thịt nuông chiều miệng tham ăn. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn, chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương đã rời, oán than thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trút loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tanh, mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lánh xa. Lại còn binh miên can qua, tranh giành biên giới cô mà diễm nhau, đạn bom phá xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cũng bao tàn. Phanh thay loài vẫn dung nhan trắng sờn, bản buông khi giới đạo gươm, mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê, biết hàng pha tổ cán xe, nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng, mà cũng từ vô thủy kim trung, mà phá thai diễm trứng độc trùng hại nhau, cắn hoang trồng chia ven áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa cảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghép nhau, nói thì như thế lách lao, nay con sám hối cẩn cầu chư tôn anh. Vì chân ngô môi ém dồn, mà con cố phạm không còn thiếu chi, xin nhờ lượng thánh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà đưa thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui quý. phân rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm mà trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nghiêng, cọng rau ngọn cỏ cây kim mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm hoang ngầm đầu, chiếu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào, lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bản vàng tài sản của người hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấp hèn, cao dưa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lọng cất riêng để xài, quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội khiên, chư Phật Bồ Tát thánh hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm diện thân cẩn chẳng rơi rào thuê văn chín bừa đất đai của người sáng đòa không thái của công bọn rút mà xài bia phiến. Con xin chư bằng thánh hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân em người mang đỡ thân nhân em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn tối tình vô cáo cầm da ma gây nên hoàng trai bắc nam chia lìa tạo bao thảm cảnh não nề nay xin sám hối trăm bề ăn năn kể từ vô lượng thời gian lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn bán thì cân nhẹ đâu non buông thì nài em chẳng còn nướng tay cắt đo thực tất ngăn dài đổi hàng tốt xấu ra tài con buông tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non não tay dân lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phân thầy chứng minh kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồ chẳng che cướp giật đổ hồ trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình mượn trò bói toán tương tình dối gian miệng lợi cho mình mà thôi ăn kia nói chẳng đủ lời nay con sám hối nương nơi phần đa cầu cho ác nghiệp được tha chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh tội kia con đã chi thành ăn năn sám hối tội tình hoàng không nhờ công đức sám hạnh lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời ngọc châu mưa xuống từ trời y phục thực phẩm muốn thời có ngài không còn ý tưởng trộm vai người người đều biết đủ đầy chẳng tham lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can lại ưa bố thí rải ban phước lành hồi hướng cầu nguyện hoàn thành thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Ái dục thân nghiệp thứ ba gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh theo lời Phật dạy trong kinh ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ngục tù chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân cuộc đời sống tựa mây vần đóng xương vô định mấy lần tu di không than nước mắt nằm về nếu đem tích chưa suối khe nào bằng vướng vòng ái dục vĩ bằng biển mê sinh tự xích thần rối ren địa ngục không khổ mấy phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than, súc sinh quả báo thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tà. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hạng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn, nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trừ. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Cúi đầu kính lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm, ăn miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hai chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian hành. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đọa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết thảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu ngoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hãy tranh hai cái người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần cúi đầu kính lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người, gây gỗ tranh hơn nói năng bất nhã, khinh lợn người trên chẳng phân quen lạ sang hèn, thốt lời nhục mạ dưới trên chẳng màng, miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hẳn tim đàn tránh xa, cùng người xô xá quất hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần, miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối niệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân khuyên bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân, tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hãng được thân thánh hiền, bày điều sai kiến lòng thiên, sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh, hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy vũ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mọi mòn chí khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu không xuyên tán chê bái trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tội dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều, tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lẫn nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm phá sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành đành, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miệng, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thánh giả chân tu. Mở con mắt tuệ phá tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vong trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Cúi đầu đảnh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần, chứng tri con đã năng. Sám phiền não chướng vết hằn nội tâm, mà bao ác nghiệp cũng âm thầm gây nhiều chướng ngại, gieo mầm khổ đau. Con xin tha thiên khẩn cầu, sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên, nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời, nghiệp là mầm mống luân hồi. Tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành, nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân, nghiệp là quả nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vương ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bàn. Phàm phu trí thiện toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thờ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê làm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, hậu Cho nên đừng kể thấy ai hiền lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu hoặc do hậu báo trước sau cũng đền. Chớ nhìn kẻ á cập hên mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu bao chẳng lầm là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sao. Án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệm kia tiêu dần. Được cùng thiên hữu cẩn thân, con đường đảm đạo mười phần thuận xuôi. Nay con sám hối nghiệm rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tai phận tiền, dập đầu lạy Phật thánh hiền chư tăng. Một lòng tha thiết thưa rằng, kẻ từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trải dài như bãi hằng hà đôi bên. Vậy mà chẳng biết căn nguyên, do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này. Hoang làm năm tội sâu dày, nghiệm vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất xiển đề tội hằng xa, nghiệm do ý ác bạn tà đua theo. Khinh chế lời Phật bêu riêu, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy. Bạn lành chỉ báo đường ai, biểu môi chú mỏ ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm đều dâm dục chẳng phân chẳng tà. Giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật ý. Của hàng hiền chúng tăng ni, theo tình pha đổi không chi chẳng làm. Mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son. Giúp con nghiệm tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia. Vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiên tội thâm ma diệt trừ hua tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê mong ngài ngồi được bồ đề liên hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp tiến vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thứ trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Trong kinh lời phân rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ bao trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp báo hành khổ đau ơi. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối để đầu kính tin. Để đầu sám hối vẫn tiền ăn năng ý nghiệp liên miên, ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê, chính vì ngu tối lệ thề, tin theo tà kiến say mê sáu trần. Trong kinh lời phân ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả báo tài trời, cũng vì ý nghiệp ơi bởi khổ đau con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dẫm đầu ăn ấy năn. Dập đầu sám hối nghiệp căn đều do ý tạo vô vàn nghiệp nhân, chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành, đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiếng tu, phải coi phiền não như thù vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành, não phiền như nước lũ nhanh cuốn phân mỗi hạt giống lành thế gian. Kiên tà thông khổ gian nan đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau, não phiền chằng chịt với nhau như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh, không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi, vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về, không đường ra khỏi bến mê. Nay con lợi dụng cẩn kề chữ tôn, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiên tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào, trôi lăn sau cõi hằng hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiên. Để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước, bốn triền, bốn tham, việc lành chánh nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang năm tâm phiền não dân tràn cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mỗi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đạo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam ơn. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sự như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hại ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chí thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. 11 biến sự câu cao, 12 thứ nhập nặng nhào tử sinh, 16 trì kiến tung hoành, 18 thứ giới ngụnh hình bao la, 25 ngã trần xa, 62 kiến toàn là nghiệm nhân, 88 sự hoặc tâm cộng thêm 10 sự trong tầm hoặc tư. 108 có dư phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tập sâu rộng đàn nhập tâm, tác oai tác phúc âm thầm, hại hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về nguyện. Nhờ công đức cao dày pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiển nhiên đáng thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt, tâm hành sạch trong não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thảy cùng tiêu tan. Con vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số đồng thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ, thần thông sáu thứ có dư, sáu trần chẳng thể làm mờ trăng sao em. Sáu ba la mật hạnh cao, sáu thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh, nhiễm mơ chẳng vương trên mình, lời số tức thì tiêu tán. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đức thủy quay màn lưỡi xanh. Hành 10 vị cũng viên thành, đoạn trừ 9 đô thực hành 9 phen. Nguyên nhân 11 trở lên, 12, 18 nhân phiền não tiêu. Nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tịnh thanh. 18 bất cộng hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ thái. Nguyện dù ở tại Ta Bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính 10 phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nội trong ba nghiệp của thân ấy, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao. Chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đớn đau ai màng. Thế từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau. Mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh ấy, mà mang vạn trạng thiên hình. Luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết xa gần. Họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lờm, mặc tình nhai nuốt chặt cưa. Mặc tình giết hại chẳng ngờ tương liên, trong kinh Phật vẫn thường khuyên. Nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con ai, nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật nghiệp dồn nặng sâu. Sát sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi Ta Bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân tỳ. Nên vì lợi lộc ngu si, mà gieo nghiệp ác cũng vì miếng ăn. Sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho bừa, đầu trâu mặn ngựa xé cưa thân hình. Hoặc là đâm chém tanh bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang. Gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mũ rút thùng phẫn dơ, hoặc làm gà chó heo tơ cho người xẻ thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ám để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Kể từ vô thị chúng con tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm. Thề nguyện bùa chú lỗ ban, em cho đến mạt đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn bắn lưới chài chó săn, đặt củi gài mái đạo hầm, cũng tên nó đạn giết mầm sống vui. Cả dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào. Hoặc nuôi gà vịt dê heo, để dành làm thịt nuông chiều miệng tham anh. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cách tiếng làm hàng bán buôn. Chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời, oán than thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tanh mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lánh xa. Lại còn binh biên can qua, tranh giành biên giới cô mà giết nhau. Đạn bom phá xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm. Hoặc nghe giết chấp mừng ham anh, đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung. Nghề đao phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng. Nghề đồ tể cũng bao tàn, phanh thay loài vẫn dung nhan trắng trơn. Bản buông khi giới đạo gươm, mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe, nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng. Mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trứng độc trùng hại nhau. Cắn hoang trồng chia bên áo anh, Kháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra. Nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thế lách lao. Nay con sám hối cẩn cầu chư tôn anh, vì chân ngô môi ém dồn. Mà con có phạm không còn thiếu chi, xin nhờ lượng thánh từ bi.